Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài cuối cùng của chương thứ nhất, đó là bài luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử. Và thông thường sau khi học xong bài số 6 này thì chúng ta thường có một bài kiểm tra 45 phút. Vì vậy trong bài học ngày hôm nay, ngoài việc luyện tập cho các em các kiến thức về vỏ nguyên tử thì cô sẽ cùng các em làm một số bài tập tổng hợp ở chương 1 để phục vụ cho bài kiểm tra 45 phút sắp tới. Thế thì ở bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào làm một số kiểu bài sau. Trước tiên đó là bài tập lý thuyết để củng cố lại các lý thuyết mà chúng ta đã học, đúng không? Và tiếp theo là bài viết cấu hình electron nguyên tử dạng 3, là viết cấu hình electron của ion. Và cuối cùng là bài tập tổng hợp các kiến thức. Sau đây thì chúng ta cùng đi vào dạng đầu tiên, đó là bài tập trắc nghiệm lý thuyết. Tức là ở phần này, tức là ở bài giảng này, thay vì nhắc lại toàn bộ lý thuyết cho chúng ta thì cô sẽ định hướng nhắc lại lý thuyết cho các em dưới dạng là làm các bài tập nhá. Chúng ta cùng đi vào câu đầu tiên. Vì nó ở dạng 1, vậy cô sẽ đánh số là 1.1. Câu 1.1, trong nguyên tử, lớp electron có mức năng lượng thấp nhất là A, P, B là K, C là L và D là M. Vậy làm được câu 1.1 này thì các bạn phải nhớ được điều gì? Thì các bạn chú ý là chìa khóa để làm câu 1.1 này như sau. Đó là chúng ta đã biết là đi từ gần hạt nhân ra xa hạt nhân thì mức năng lượng của các lớp là tăng dần. Lớp K đây chính là lớp gần hạt nhân nhất thì sẽ có năng lượng là thấp nhất. Sau đó đến lớp L, M, N, O vân vân trở về sau, đúng không? Vậy câu 1.1 này, đáp án chúng ta lựa chọn ở đây chính là đáp án B. Đấy, chính là đáp án B. Tiếp theo câu 1.2. Nội dung câu 1.2 như sau. Ở trạng thái cơ bản, số electron tối đa trong lớp M là có 4 đáp án. A là 2, B là 8, C là 18, D là 32. Vậy câu 1.2 này chọn đáp án nào đây? Thì các bạn nhớ một chút về kiến thức ở phần này. Đó là gì? Lớp thứ N thì có tối đa là 2 nhân N bình phương electron. Vậy để làm được câu 1.2 thì điều đầu tiên là chúng ta xác định xem là lớp M này thuộc lớp thứ mấy. Thế chúng ta có K gần hạt nhân nhất gọi là lớp thứ nhất, L lớp thứ hai và M là lớp thứ ba. Vậy lớp M hay chính là lớp thứ 3. Chúng ta chỉ việc thay N bằng 3 vào biểu thức này. Vậy chính là 2 nhân 3 bình phương. 2 nhân 3 bình phương, vậy là 18. Vậy câu 1.2 chọn đáp án C. Tiếp theo là câu 1.3. Mức năng lượng của các electron trên các phân lớp S, P, D thuộc cùng một lớp được xếp theo thứ tự là có 4 đáp án A, B, C, D để chúng ta lựa chọn. Các em cùng quan sát vào 4 đáp án này. Như vậy để làm được câu 1.3 này thì các em phải nhớ như sau. Đó là trong một lớp thì mức năng lượng của các phân lớp tăng dần theo thứ tự sau, đó là phân lớp S, rồi đến phân lớp P, rồi đến phân lớp D, rồi đến phân lớp F. Như vậy chúng ta thấy rằng là trật tự đúng ở đây chính là phân lớp S có mức năng lượng nhỏ hơn phân lớp P và phân lớp P có mức năng lượng nhỏ hơn phân lớp D. Vậy câu 1.3 chọn C. Tiếp theo, câu 1.4. Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử bằng 11. X thuộc loại nguyên tố A, S, B là P, C là D và D là F. Vậy câu 1.4 lựa chọn đáp án nào đây? Thì để làm được câu 1.4 này thì các bạn chú ý cái trật tự phân mức năng lượng. Đấy mà cô đã hướng dẫn các bạn nhớ đấy. Son, phấn son, đánh phấn son đấy, đúng không? Sau khi nắm được cái trật tự phân mức năng lượng này rồi thì các bạn sẽ điền E vào cái trật tự phân mức năng lượng này. Sao cho cái phân lớp S thì tối đa là 2 electron, phân lớp P thì tối đa là 6 electron, phân lớp D tối đa là 10 electron và phân lớp F là tối đa 14 electron, đúng không? Sau đó thì các bạn sẽ xem là electron cuối cùng này nó điền vào phân lớp nào thì X sẽ thuộc loại nguyên tố đó. Thế chúng ta cũng điền 11 electron này vào trật tự phân mức năng lượng nhá. Vậy là 1s2, 2s2,
2P6 và đến đây sẽ là 3S1, bởi vì có 11 electron đúng không? Vậy là electron cuối cùng được điền vào phần lớp 3S. Vậy X thuộc loại nguyên tố S. Vậy câu 1.4 chọn A. Câu 1.5, số phân lớp electron có trong lớp M là A1, B2, C3, D là 4. Vậy để làm được câu 1.5 thì chìa khóa ở đây là gì? Thì các bạn chú ý nhá, lớp thứ N có N phân lớp. Vậy bây giờ mình phải xác định xem là lớp M là lớp thứ mấy. Thế thì mình có là gần hạt nhân nhất là lớp K, sau đó đến lớp L, rồi đến lớp M. Vậy lớp M ở đây sẽ là lớp thứ 3 đúng không? Vậy lớp thứ 3 có 3 phân lớp. Câu 1.5 chọn đáp án C. Tiếp theo câu 1.6, số electron tối đa trên phân lớp P là A2, B6, C10 và D là 14. Vậy câu 1.6 chọn đáp án nào? Câu 1.6 mà bạn nào chưa chọn được đáp án đúng là lưu ý nhá, chúng ta đã quên đi cái kiến thức cơ bản nhất rồi đấy. Vậy các bạn lưu ý này, số electron tối đa trên phân lớp S là 2, trên phân lớp P là 6, trên phân lớp D là 10 và phân lớp F là 14. Các bạn phải nắm vững thì các bạn mới có thể làm được, viết được cấu hình electron nguyên tử hay là làm được những bài tập có liên quan. Vậy thì câu 1.6, số electron tối đa trên phân lớp P chính là 6. Vậy chọn B. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang dạng 2, đó là viết cấu hình electron nguyên tử. Thì ở dạng này thì đề bài có thể cho ngay chúng ta số hiệu nguyên tử hay là số proton, số electron và yêu cầu chúng ta viết cấu hình electron. Vậy quá đơn giản đúng không? Ngoài ra thì đề bài có thể cho chúng ta một loạt các dữ kiện yêu cầu chúng ta phải tổng hợp để viết được ra cấu hình electron nguyên tử. Ngoài ra thì đề bài có thể là yêu cầu chúng ta là viết cấu hình electron nguyên tử, sau đó là xác định các dữ kiện có liên quan. Chẳng hạn như là từ cấu hình electron nguyên tử này, xác định xem là tổng số electron trên phân lớp S là bao nhiêu, tổng số electron trên phân lớp P là bao nhiêu, hay là số hạt mang điện trong nguyên tử là bao nhiêu, hoặc là số hạt mang điện trong hạt nhân là như thế nào. Tức là các câu hỏi có liên quan nữa. Như vậy để viết được cấu hình electron nguyên tử thì các bạn lưu ý nhá, chìa khóa chính là các bạn phải nắm vững được trật tự phân bậc năng lượng. Đấy, cụ thể đó chính là 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3p. Cô xin lỗi là 4s, 3d, 4p, 5s. Đấy, vân vân về sau nữa. Và thông thường thì đến trung học phổ thông thì các bạn chỉ xét đến phân lớp 5s thôi, đúng không? Và để ghi nhớ cái trật tự phân bậc năng lượng này thì cô đã hướng dẫn các bạn ghi nhớ rồi đấy. Son, phấn son, đánh phấn son, đúng không? Thế sau đây thì chúng ta cùng đi vào bài đầu tiên ở dạng 2. Câu 2.1, cấu hình electron của nguyên tử lưu huỳnh, số hiệu nguyên tử bằng 16, ở trạng thái cơ bản là. Có 4 đáp án A, B, C, D để chúng ta lựa chọn. Đây, các bạn cùng quan sát vào 4 đáp án này. Thế sau đây thì chúng ta cùng đi vào trình bày chi tiết câu 2.1 này. Đó là trước tiên thì chúng ta, khi mà các bạn đã làm quen với việc viết cấu hình electron rồi thì các bạn có thể viết ngay cấu hình electron. Thế còn bạn nào mà vẫn còn chưa chắc chắn thì chúng ta cứ tuần tự từng bước. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ đi viết trật tự phân bậc năng lượng. Vậy sẽ là 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s. Đấy, dừng lại ở đây. Bởi vì chúng ta có số hiệu nguyên tử là 16, như vậy là nhỏ hơn 20. Vậy thì cấu hình electron nguyên tử sẽ trùng với trật tự phân bậc năng lượng. Vậy chúng ta dừng lại ở phân lớp 4s này thôi. Tiếp theo là chúng ta sẽ cùng điền electron vào trật tự phân bậc năng lượng này. Vậy thì mạnh dạn điền 1s2, 2s2, 2p6. Đến đây mới là điền hết 10 electron. Vậy 16 electron cơ, mình điền tiếp 3s2 và cuối cùng là 3p4. Như vậy là đủ 16 electron, 6e ở lớp ngoài cùng nữa. Vậy thì chúng ta thấy ngay, đây cái phần này chính là cấu hình electron nguyên tử. Vậy chung với đáp án nào đây? Chính là đáp án C. Vậy câu 2.1 chọn C. Tiếp theo câu 2.2, cấu hình electron nào sau đây là không đúng? Chúng ta cùng phân tích nhé. A, 1s2, 2s2, 2p5. Vậy cấu hình A là đúng. B,
1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Vậy cũng đúng rồi. C. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. À, cũng đúng. Vậy thấy ngay cấu hình này sai. Vậy cấu hình D sai ở chỗ nào? Chúng ta để ý này. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3, 4S2. Vậy thấy ngay ở đây việc điền E vào phân lớp 3P là sai. Bởi vì số electron ở phân lớp 3P mà chưa bão hòa thì chưa thể có số electron ở phân lớp 4S được, đúng không? Vậy câu 2.2 chọn D. Tiếp theo câu 2.3. Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 29. Cấu hình electron nguyên tử X là có 4 đáp án A, B, C, D để chúng ta lựa chọn. Thế thì ở câu 2.3 này thì các bạn lưu ý nhé. Cô vẫn nhắc các bạn là chúng ta có chú ý hai cấu hình electron đặc biệt sẽ rất hay gặp trong bài thi. Đó là cấu hình electron nguyên tử chrome, số hiệu nguyên tử bằng 24. Và cấu hình electron nguyên tử gì? Đồng, số hiệu nguyên tử là 29. Thế nhớ chrome đó là gì? À, nó sẽ là argon 3D5 4S1. Còn đồng argon 3D10 4S1. Như vậy ở câu 2.3, hoặc là các bạn sẽ nhớ các trường hợp đặc biệt này để chọn đáp án, hoặc là các em có thể sử dụng phương pháp loại trừ để chọn đáp án. Vậy nếu như bạn nào mà chưa nhớ hai cấu hình electron đặc biệt này thì các bạn có thể sử dụng phương pháp loại trừ nhá. Cấu hình đầu tiên chúng ta để ý này, phần cuối là 3D2 4S2 3D9. Vậy phần này chưa chuẩn rồi. Tiếp theo ý B 3D10 4S1. Vậy quan sát ở phía bên trong nhé. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S1. Vậy chọn B. Thế C thì sai ở đâu? Chúng ta để ý này. 3D9, 4S2. Vậy chưa chuẩn rồi. Phía cuối nó phải là 3D10, 4S1 đúng không? Thế còn ý D sai ở đâu? Ở đây là gì? 4S1, 3D10. Vậy chưa chuẩn. Phải đảo lại là 3D10, 4S1. Vậy thì chúng ta lựa chọn câu 2.3 ở đây chính là đáp án B. Tiếp theo là câu 1.7. Nội dung câu 1.7 như sau. Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tố phi kim? Có 4 đáp án. A là 1S2, 2S1. B là 1S2, 2S2, 2P6. C là 1S2. Và D là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Thế để làm được câu 1.7 này thì các bạn lưu ý là bước đầu tiên là chúng ta phải xác định được số electron lớp ngoài cùng dựa vào các cấu hình electron nguyên tử này. Sau đó thì chúng ta sẽ dựa vào mối liên hệ giữa đặc điểm electron lớp ngoài cùng và tính chất nguyên tố để chúng ta kết luận. Thì các bạn lưu ý là nguyên tử mà có 1, 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng thì thường là nguyên tử của nguyên tố kim loại cô viết tắt nhá, trừ các trường hợp hydro, heli và bo. Theo nguyên tử mà có 8 electron lớp ngoài cùng thì thường là nguyên tử của nguyên tố khí hiếm cô viết tắt nhá. Thế còn các nguyên tử mà có 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng thì thường là nguyên tử của nguyên tố phi kim. Thế còn trường hợp mà có 4 electron ở lớp ngoài cùng thì nó có thể là kim loại hoặc là phi kim. Và để xét xem là nó là kim loại hay là phi kim thì chúng ta sẽ dựa vào vị trí của nó trong bảng tuần hoàn nữa, đúng không? Thế bây giờ mình cùng đi xét nhé. A, số electron lớp ngoài cùng ở đây chính là bằng 1. B, số electron lớp ngoài cùng ở đây chính là bằng 8. C, số electron lớp ngoài cùng ở đây chính là 2. Và D, số electron lớp ngoài cùng ở đây chính là 7. Như vậy thấy ngay, ở trường hợp D chính là cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố phi kim. Vậy câu 1.7 chọn D. Tiếp theo là câu 1.8. Đây cũng là câu cuối cùng ở trong dạng 1. Nội dung câu 1.8 như sau. Cấu hình electron của nguyên tố X là neon 3S2. Vậy X là A, á kim, B, khí hiếm, C, kim loại và D là phi kim. Thì câu 1.8 thì đề bài cho chúng ta cấu hình electron thu gọn.
Và để làm câu 1.8 này thì cũng tương tự như câu 1.7. Đó là bước đầu tiên là chúng ta sẽ đi xác định số electron ở lớp ngoài cùng. Sau đó thì chúng ta sẽ kết luận dựa vào đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng và tính chất nguyên tố. Thế thì ở câu 1.8 này, mình xác định được là nguyên tố X ở đây có mấy electron ở lớp ngoài cùng đây? À, có 2. Vậy 2 electron ở lớp ngoài cùng, vậy là kim loại. Thế chúng ta xét xem là X ở đây có phải là hydro, heli hay bo không? Thì mình thấy là ở đây số hiệu nguyên tử X là 12. Đấy, neon số hiệu nguyên tử bằng 10 rồi, cộng tiếp 2E ở lớp ngoài cùng nữa, vậy là 12. À, vậy không phải là các trường hợp đặc biệt này. Vậy thì câu 1.8 chọn C. Tiếp theo câu 2.4, nguyên tử X có 2 lớp electron, lớp ngoài cùng chứa 7 electron, cấu hình electron nguyên tử X là. Có 4 đáp án A, B, C, D để chúng ta lựa chọn. Các em cùng quan sát vào 4 đáp án này. Như vậy là câu 2.4 đã phát triển lên so với 3 câu 2.1, 2.2 và 2.3 chúng ta vừa làm xong. Bởi vì ở 3 cái câu đầu ấy thì đề bài đã cho sẵn chúng ta số hiệu nguyên tử và yêu cầu chúng ta xác định cấu hình electron thôi, đúng không? Thế ở câu 2.4 này, tức là đề bài đã cho chúng ta một loạt dữ kiện để chúng ta phân tích, tìm ra cấu hình electron nguyên tử. Thế chúng ta cùng để ý này, nguyên tử X có 2 lớp electron, lớp ngoài cùng chứa 7 electron. Vậy thì chúng ta xác định được ngay là lớp thứ nhất là đã bão hòa, vậy cấu hình E là 1s2, đây là cấu hình E của lớp thứ nhất. Sau đó đến lớp thứ hai, chính là lớp ngoài cùng đấy, là 2s2, 2p5. Đấy, bởi vì là chúng ta có lớp ngoài cùng chứa 7 electron. Vậy cấu hình electron là 1s2, 2s2, 2p5. Vậy thấy ngay trùng với đáp án D. Vậy ở câu 2.4 chọn D. Tiếp theo câu 2.5. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử X là lớp M và có 5 electron. X có điện tích hạt nhân là A 14 cộng, B 15 cộng, C 10 cộng và D là dương 15. Đấy. Vậy để làm được câu 2.5 này thì tương tự như là câu 2.4. Tuy nhiên thì các bạn để ý là chúng ta phải xác định được xem là cái lớp M này là lớp thứ mấy, hay là xác định xem là X này có mấy lớp electron. Đấy, và kết hợp thêm với dữ kiện là có 5 electron lớp ngoài cùng thì chúng ta sẽ xác định được điện tích hạt nhân của X. Thế chúng ta để ý này, gần hạt nhân nhất là lớp K, sau đó đến L rồi đến M. Vậy lớp M ở đây chính là lớp thứ 3, hay là X ở đây có 3 lớp electron và lớp ngoài cùng là có 5 electron. Vậy thì dễ dàng xác định được lớp thứ nhất và lớp thứ hai đã bão hòa. Vậy 1s2, 2s2, 2p6, đây chính là lớp thứ nhất và lớp thứ hai đã bão hòa. Điền E tiếp vào lớp thứ 3. Lớp thứ 3 có 5 electron, vậy chính là 3s2, 3p3. Từ đây chúng ta sẽ có tổng số electron của X chính là 2 cộng 2 cộng 6 cộng 2 cộng 3, hay chính là 15 electron. Mà số proton bằng số electron, vậy xác định được X có 15 proton. Thế điện tích hạt nhân X được xác định như thế nào? Nếu nguyên tử có Z proton thì điện tích hạt nhân là Z cộng. Vậy ở đây X có 15 proton, vậy điện tích hạt nhân nguyên tử chính là 15 cộng. Vậy thì câu 2.5 này chúng ta sẽ chọn đáp án B. Tiếp theo là câu 2.6. Nội dung câu 2.6 như sau. Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trên phân lớp P là 10. Số hiệu nguyên tử nguyên tố X là có 4 đáp án: A là 15, B là 17, C là 16 và D là 10. Như vậy, để xác định được xem là số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là bao nhiêu thì dựa vào dữ kiện câu 2.6 này, chúng ta phải viết được cấu hình electron nguyên tử. Sau đó thì chúng ta xác định số electron của nguyên tử nguyên tố X, và mình có số hiệu nguyên tử chính là bằng số electron, và mình sẽ đi lựa chọn đáp án đúng. Thế bây giờ chúng ta cùng đi viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X nhá. Thì chúng ta có là số electron trên phân lớp P là 10. Vậy bây giờ mình sẽ đi viết cấu hình này. Lớp đầu tiên bão hòa, sau đó đến lớp thứ 2 2s2, 2p6. Vậy mới là 6 electron trên phân lớp P, mà đây là 10 cơ. Vậy xác định tiếp sẽ là 3s2 và 3p4.
Như vậy chúng ta có tổng số electron trên phân lớp P ở đây chính là 6 cộng 4 và bằng 10. Vậy đây chính là cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X. Vậy mình đếm nhé. 2 cộng 2 cộng 6 cộng 2 cộng 4 ở đây chính là bằng 16 electron. Vậy số electron là 16. Mà số hiệu nguyên tử thì bằng số electron. Vậy ở câu 2.6 này chúng ta xác định được số hiệu nguyên tử là 16. Hay câu 2.6, chọn đáp án C. Tiếp theo là câu 2.7. Một nguyên tử X có tổng số electron ở các phân lớp S là 6 và tổng số electron ở lớp ngoài cùng cũng là 6. Cho biết X là nguyên tố hóa học nào sau đây? A. Oxy số hiệu nguyên tử bằng 8. B. Lưu huỳnh số hiệu nguyên tử là 16. C. Sắt số hiệu nguyên tử là 26. Và cuối cùng là D. Chrome số hiệu nguyên tử bằng 24. Như vậy chúng ta thấy là ở câu 2.7 thì đề bài cho chúng ta một loạt các dữ kiện. Đấy. Và yêu cầu chúng ta là xác định xem X là nguyên tố nào. Như vậy, để làm được câu 2.7 thì bước đầu tiên là chúng ta phải viết được cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X. Sau đó xác định xem là số electron trong nguyên tử nguyên tố này là bao nhiêu. Và mình có số hiệu nguyên tử chính là bằng số electron. Sau khi xác định được số hiệu nguyên tử rồi thì chúng ta sẽ so sánh với 4 đáp án này để lựa chọn ra đáp án đúng. Thế chúng ta cùng phân tích này. Tổng số electron ở các phân lớp S là 6. Thế mà chúng ta có là gì? Phân lớp S thì có tối đa là 2 electron. Vậy thấy ngay sẽ có 2 electron được điền vào phân lớp 1S, 2 electron được điền vào phân lớp 2S và có 2 electron được điền vào phân lớp 3S. Như vậy xác định được X có 3 lớp electron. Số electron ở lớp ngoài cùng là 6. Vậy xác định được luôn là X có 3 lớp electron. Và lớp thứ 3 chính là lớp ngoài cùng đấy, có 6 electron. Vậy từ đây chúng ta có dễ dàng xác định được cấu hình electron, cấu hình E có viết tắt nhé, của nguyên tử nguyên tố X không? Dễ dàng xác định được. Chúng ta sẽ có 1S2, 2S2, 2P6. Đây là lớp thứ nhất và lớp thứ hai đã bão hòa. Lớp thứ ba 6 electron. Vậy cấu hình electron lớp ngoài cùng chính là 3S2, 3P4. Vậy từ đây mình dễ dàng xác định được số electron nguyên tử nguyên tố X chính là 2 cộng 2 cộng 6 cộng 2 cộng 4 hay chính là 16. Vậy số hiệu nguyên tử bằng số electron bằng 16. Vậy thấy ngay trùng với đáp án B. Vậy câu 2.7 chọn B. Tiếp theo là câu 2.8. Đây cũng là câu cuối cùng ở dạng 2. Nội dung câu 2.8 như sau. Phân lớp có mức năng lượng cao nhất trong nguyên tử X là 3D và có 8 electron. Số electron lớp ngoài cùng của X là A 8, B 6, C 4, D là 2. Như vậy là để làm được câu 2.8 này thì chúng ta cũng phải xác định được cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X. Và dựa vào cấu hình electron nguyên tử nguyên tố thì chúng ta sẽ xác định xem là số electron lớp ngoài cùng là bao nhiêu. Thế thì bạn nào nếu mà viết cấu hình electron quen rồi thì các bạn dễ dàng đọc dữ kiện này và viết được luôn cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X. Thế còn ở đây có nhiều bạn thì có thể là viết cấu hình electron chưa thuần thục. Vậy thì cô sẽ hướng dẫn các bạn làm chi tiết cái câu số 2.8 này một chút nhá. Thì bước đầu tiên là chúng ta sẽ điền E vào trật tự phân mức năng lượng. Trật tự phân mức năng lượng. Cô viết tắt nhá. Vậy chúng ta sẽ có như sau này. Mình có là gì? 1S rồi đến 2S, 2P, 3S, 3P. Đây là phân mức năng lượng nhá. Rồi đến 4S và 3D. Thì chúng ta có là phân lớp có mức năng lượng cao nhất là phân lớp 3D với 8 electron lớp ngoài cùng. Vậy đây điền luôn được 3D8. Và toàn như vậy là các phân lớp ở phía bên trong này sẽ có số electron tối đa, hay là các phân lớp phía bên trong này đã bão hòa. Vậy mình điền E nhé. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 và 4S2. Vậy xong việc điền E vào phân mức năng lượng. Từ trật tự phân mức năng lượng này chúng ta sẽ chuyển về cấu hình electron. Cấu hình E cô viết tắt. Thì khi viết cấu hình electron nguyên tử thì chúng ta sẽ viết lần lượt các lớp trước. Vậy lớp thứ nhất xong, lớp thứ 2 2S2, 2P6 xong, đến lớp thứ 3 đây chính là 3S2, 3P6 rồi đến 3D8 và
và lớp cuối cùng 4S2. Vậy thấy ngay, lớp ngoài cùng ở đây chính là lớp thứ tư và lớp này có 2 electron. Vậy thì câu 2.8 chọn đáp án D. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang dạng 3, đó là viết cấu hình electron của ion. Các bạn thấy có một cụm từ lạ đó là ion đúng không? Thì thực ra là cái phần ion này thì các bạn sẽ được đề cập đến ở chương 3, chương liên kết hóa học. Tuy nhiên thì khi viết cấu hình electron nguyên tử thì có một chúng ta có thể gặp một số bài tập yêu cầu chúng ta là xác định cấu hình electron của ion tạo lên từ nguyên tử đó. Vậy thì ở phần này cô sẽ giới thiệu luôn cho các bạn. Trước tiên là về ion thì các bạn lưu ý là ion chính là các phân tử mang điện nhá. Và chúng ta có là khi nguyên tử mà nhận vào electron thì sẽ trở thành phân tử mang điện âm. Thế còn khi nguyên tử mà nhường đi electron thì sẽ trở thành các phân tử mang điện dương. Thế chúng ta để ý này, khi nguyên tử X mà nhận vào A electron thì sẽ trở thành phân tử mang A điện tích âm. Đấy, ký hiệu là XA trừ. Đấy, và X của chúng ta có số proton cô đặt là P, số neutron đặt là N và số electron đặt là E. Thì khi tạo thành ion âm này thì số proton neutron của ion vẫn là giống như số proton và neutron của nguyên tử, chỉ có số electron là khác thôi. Khi đó số electron của ion chính là bằng E cộng với A, tức là bằng số electron của nguyên tử cộng với phần nhận thêm vào. Tương tự chúng ta có nguyên tử Y, khi nhường đi B electron thì sẽ trở thành phân tử mang B điện tích dương. Nếu như Y ở đây cũng có số proton là P, số neutron là N và số electron là E, thì cái phân tử mang điện dương này cũng có số proton và số neutron tương tự, chỉ có điều số electron là khác. Khi đó số electron của cái phân tử này hay là của ion này chính là bằng E trừ đi B. Đấy. Như vậy các bạn đã hiểu thế nào là ion và quá trình hình thành ion dương và ion âm chưa? Và ở dạng thứ ba này thì chúng ta thường gặp hai kiểu bài, đó là từ cấu hình electron nguyên tử yêu cầu chúng ta xác định cấu hình electron của ion, và ngược lại là đề bài cho cấu hình electron của ion và yêu cầu chúng ta là xác định cấu hình electron nguyên tử. Thế sau đây thì chúng ta cùng đi vào kiểu đầu tiên, đó là từ cấu hình electron nguyên tử yêu cầu chúng ta xác định cấu hình electron của ion nguyên tử. Lấy ví dụ như câu 3.1, cho biết sắt có số hiệu nguyên tử là 26. Cấu hình electron của ion sắt 2 cộng là A 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4. B là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D6. C là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5, 4S1. Và cuối cùng D là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D4, 4S2. Vậy câu 3.1 này chúng ta phải làm như thế nào? Thì để làm được câu 3.1 này thì bước đầu tiên là các bạn hãy viết cấu hình electron nguyên tử sắt. Thì chúng ta thấy ở đây số hiệu nguyên tử sắt là bằng 26, như vậy là lớn hơn 20 đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có là cấu hình electron sẽ không trùng với trật tự phân bậc năng lượng. Vậy nếu như mà bạn nào mà đã viết quen cấu hình electron rồi thì chúng ta dễ dàng xác định được cấu hình electron nguyên tử sắt. Thế còn những bạn mà vẫn chưa thuần thục lắm ở phần này thì tốt nhất là cô khuyên các bạn là chúng ta hãy làm một bước đầu tiên là điền E vào trật tự phân bậc năng lượng. Vậy chúng ta có trật tự phân bậc năng lượng như sau: 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, đến đây là 4S, rồi 3D. Thế chúng ta cùng điền E vào trật tự phân bậc năng lượng nhé. Bởi vì số hiệu nguyên tử là bằng 26, vậy thì mình cứ mạnh dạn điền số electron tối đa đến phân lớp 4S. Bởi vì đến đây thì số electron mới là 20 thôi. Vậy 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, đến đây mới là 20 electron. Vậy thì phân lớp 3D ở đây sẽ có 6 electron. Sau khi điền E vào trật tự phân bậc năng lượng rồi thì chúng ta dễ dàng xác định được cấu hình electron như sau. Lớp đầu tiên 1S2, sau đó đến lớp thứ 2 2S2, 2P6. Tiếp đến lớp thứ 3 3S2, 3P6 và 3D6, và lớp cuối cùng là 4S2. Đây chính là cấu hình electron nguyên tử sắt. Chú ý nhá, cấu hình electron nguyên tử sắt. Vậy từ cấu hình electron nguyên tử sắt này xác định được cấu hình electron của ion sắt 2 cộng.
là như thế nào. Đây cấu hình E cô viết tắt nhá. Thì chúng ta có, đây là ion dương đúng không? Vậy để tạo thành ion mang hai điện tích dương này thì nguyên tử sắt đã phải nhường đi hai electron. À, vậy số electron nhường thì nó sẽ lấy ở đâu? Nó sẽ lấy ở lớp ngoài cùng trước. Vậy khi mà sắt mất đi hai electron ở lớp ngoài cùng thì chúng ta sẽ được cấu hình electron của sắt 2 cộng. Vậy và chúng ta có ngay cấu hình electron của sắt 2 cộng chính là 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 và 3d6. Vậy trùng với đáp án nào? À, chính là đáp án B. Vậy câu 3.1 chọn B. Tiếp theo là câu 3.2. Cho biết lưu huỳnh có số hiệu nguyên tử là 16. Cấu hình electron của ion S2- là. Có 4 đáp án A, B, C, D để chúng ta lựa chọn. Rút kinh nghiệm ở bài trước, ở bài này các bạn tự nhìn đáp án nha, cô không đọc lại nữa, rất là dài đúng không? Mất thời gian. Thế thì ở đây, bước đầu tiên là chúng ta cũng đi viết cấu hình electron nguyên tử lưu huỳnh. Sau đó từ cấu hình electron nguyên tử thì chúng ta xác định cấu hình electron của ion. Thế các bạn để ý này, lưu huỳnh số hiệu nguyên tử là 16. Như vậy là nhỏ hơn 20. Vậy mình sẽ có cấu hình electron trùng với trật tự phân bước năng lượng. Vậy mình có thể gộp cái bước viết trật tự phân bước năng lượng và viết cấu hình E vào là 1. Vậy thì mình sẽ có cấu hình electron của lưu huỳnh chính là 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Đây chính là cấu hình electron của lưu huỳnh. Tới đây các bạn lưu ý là S2 trừ, đây là ion âm. Vậy để tạo thành ion âm từ nguyên tử lưu huỳnh thì lưu huỳnh ở đây sẽ nhận vào 2 electron. Đấy, thì chúng ta sẽ được S2 trừ. Vậy thì số electron nhận vào nó sẽ được điền vào đâu? À, nó sẽ điền được vào lớp ngoài cùng trước. Sau khi điền hết vào cái lớp cô xin lỗi là nó sẽ điền vào cái phân lớp ngoài cùng trước. Sau khi điền hết vào cái phân lớp ngoài cùng này rồi, phân lớp này đã tối đa thì nó lại điền tiếp vào cái phân lớp tiếp theo. Vậy thì mình sẽ có cấu hình electron của S2 trừ ở đây chính là cấu hình E nhá, chính là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Đến đây 2 electron sẽ được điền tiếp vào phân lớp 3P. Vậy đây sẽ là 3P6. Như vậy chúng ta thấy trùng với đáp án nào đây? À, đáp án A. Vậy câu 3.2 chọn A. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu 3.3. Thì từ câu 3.3 trở đi chính là kiểu bài thứ hai ở dạng viết cấu hình electron của ion. Đó chính là từ cấu hình electron của ion yêu cầu chúng ta xác định cấu hình electron của nguyên tử. Nội dung câu 3.3 như sau. Cation R cộng có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2P6. Vậy cấu hình electron của nguyên tử R là. Có 4 đáp án A, B, C, D để chúng ta lựa chọn. Như vậy để xác định được cấu hình electron của nguyên tử R thì điều đầu tiên là chúng ta phải viết được cấu hình electron của ion trước. Thế chúng ta có cấu hình electron của ion R cộng này như sau. À, đề bài cho là cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2P6. Vậy chúng ta dễ dàng thấy là lớp thứ nhất đã bão hòa. Lớp thứ hai phân lớp 2S bão hòa và sau đó phân lớp ngoài cùng là 2P6. Vậy đây chính là cấu hình electron của ion R cộng. Thế cấu hình electron của nguyên tử R là như thế nào? Thì chúng ta có là để tạo thành ion R cộng thì nguyên tử R này đã mất đi một electron. Hay chúng ta có thể chuyển vế đổi dấu thành như sau. Vậy chúng ta dễ dàng xác định được cấu hình electron của nguyên tử R chính là gì? Chúng ta sẽ thêm một electron vào cấu hình electron của R cộng. Thế chúng ta thấy ở đây phân lớp 2P đã bão hòa. Vậy thì electron được thêm vào sẽ điền vào phân lớp 3S. Vậy cấu hình electron của R chính là 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Vậy đáp án chúng ta lựa chọn ở đây chính là đáp án D.
Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu 3.4, cũng là câu cuối cùng ở dạng 3. Nội dung câu 3.4 này như sau. Ion X trừ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2P6. Vậy cấu hình electron của nguyên tử X là? Có 4 đáp án A, B, C, D để chúng ta lựa chọn. Như vậy, chúng ta thấy ngay là cấu hình electron của X trừ ở câu 3.4 cũng tương tự như cấu hình electron của R cộng ở câu 3.3. Vậy chúng ta dễ dàng xác định được cấu hình electron của X trừ ở đây chính là 1S2, 2S2, 2P6. Vậy cấu hình electron của nguyên tử X là như thế nào? Thì chúng ta có để tạo lên ion âm thì nguyên tử X này đã nhận vào một electron để được ion X trừ. Hay chúng ta sẽ có như sau. Vậy thì để xác định cấu hình electron của X, chúng ta chỉ việc bớt đi một electron ở X trừ. Vậy electron bớt đi ở đâu? Sẽ bớt electron ở phân lớp ngoài cùng trước. Vậy ở đây cấu hình electron của X chính là 1S2, 2S2, 2P5. Hay là câu 3.4, chọn đáp án A. Sau đây thì chúng ta cùng đi vào một số bài tập tổng hợp kiến thức ở dạng số 4. Câu đầu tiên, nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trên các phân lớp P là 7. Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của X là 8. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của Y là? Có 4 đáp án A, B, C, D để chúng ta lựa chọn. Như vậy, câu 4.1 này, để làm được thì các bạn lưu ý nhé. Bước đầu tiên là các em phải viết được cấu hình electron của X. Sau đó các em sẽ xác định xem là số hạt mang điện của X là bao nhiêu. Xác định được số hạt mang điện của X rồi, các bạn sẽ đi xác định số hạt mang điện của Y. Sau đó xác định số electron của Y. Rồi suy ra cấu hình electron của Y. Và cuối cùng là chọn đáp án đúng. Vậy chúng ta cùng đi làm từng bước nhé. Bước đầu tiên là cấu hình electron của X. Thì chúng ta cùng để ý sự kiện này. X có tổng số electron trên các phân lớp P là 7. Vậy chúng ta dễ dàng xác định được là sẽ có 6 electron ở phân lớp 2P và có 1 electron ở phân lớp 3P. Đây, tổng số electron trên phân lớp P 6 cộng 1 bằng 7. Vậy mình sẽ có cấu hình electron của X như sau. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Đây chính là cấu hình electron của X. Tiếp theo này, từ đây chúng ta sẽ xác định số hạt mang điện có trong X. Thì số hạt mang điện có trong X thì các bạn lưu ý nhá, chính là bằng tổng số proton của X cộng với số electron của X. Hay chính là bằng 2 lần số electron của X. Bởi vì mình có là gì? Nguyên tử trung hòa về điện. Do vậy số proton bằng với số electron. Thế bây giờ mình xác định xem là X có bao nhiêu electron nhá. 2 cộng 2 cộng 6 cộng 2 cộng 1, vậy là 13. Vậy là X có 13 electron. Vậy thì số hạt mang điện chính là bằng 2 x 13 hay là bằng 26 hạt. Từ đây mình dễ dàng tính được số hạt mang điện của Y dựa vào dữ kiện là gì? Nguyên tử của nguyên tố Y có số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của X là 8. Vậy thì số hạt mang điện của Y chính là bằng số hạt mang điện của X là 26 cộng với cái phần nhiều hơn là 8. Vậy 26 cộng 8 đây chính là 34 hạt. Từ đây dễ dàng chúng ta xác định được số electron của Y. Chúng ta có tổng số hạt mang điện của Y là bằng 34 hay chính là bằng 2 lần số electron của Y. Đấy. Vậy thì số electron của Y chính là bằng 34 chia 2 hay là 17. Vậy số electron của Y xác định được rồi. Vậy chúng ta dễ dàng xác định được cấu hình electron nguyên tử Y chưa?
À, số electron bằng 17, như vậy là nhỏ hơn 20. Cấu hình electron của Y sẽ trùng với trật tự phân mức năng lượng. Vậy mình có cấu hình electron như sau: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Đấy, đếm đủ 17e, đúng không? Vậy thì cấu hình electron lớp ngoài cùng, đây chính là lớp thứ 3 này, là 3s2, 3p5. Vậy thì câu 4.1, đáp án của chúng ta chính là đáp án A. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu 4.2. Nội dung câu 4.2 như sau: một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 34, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10. Phát biểu nào dưới đây sai về X? A. X là nguyên tố S. B. X là nguyên tố phi kim. C. X có 3 lớp electron. Và D là số khối của X bằng 23. Như vậy, để làm được câu 4.2 này thì các bạn lưu ý nhé, các em phải xác định được thành phần các hạt có trong X là như thế nào, tức là số proton, số neutron và số electron trong X cụ thể là bao nhiêu. Sau đó thì chúng ta sẽ đi tính số khối của X này, rồi dựa vào số electron viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X và phân tích xem là X là nguyên tố gì. Đấy, số lớp electron là bao nhiêu, và mình sẽ xem là đáp án nào không phù hợp thì mình sẽ chọn, bởi vì ở đây là chọn đáp án sai, đúng không? Vậy sau đây chúng ta cùng đi vào trình bày câu 4.2 nhé. Đề bài đã cho là tổng số hạt cơ bản là 34. Vậy thì mình sẽ có là số proton cộng với số neutron cộng với số electron là 34. Tiếp theo này, trong X số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10. À, thì chúng ta có số hạt mang điện chính là tổng của số proton cộng với số electron. Bởi vì mình có là proton thì mang điện tích dương, electron thì mang điện tích âm. Như vậy mình sẽ có là gì? P cộng E trừ đi N chính là bằng 10. Tiếp theo này, mình luôn có là gì? Nguyên tử trung hòa về điện. Vậy thì số proton chính là bằng số electron. Đến đây các bạn sẽ có một hệ 3 phương trình bậc nhất 3 ẩn. Kỹ năng bấm máy tốt thì các bạn bấm luôn cái hệ này để ra kết quả. Thế còn bạn nào mà bấm máy tính vẫn còn kỹ năng vẫn còn chưa tốt ấy, thì có khuyên các bạn là chúng ta hãy thay số electron bằng số proton vào hai phương trình phía trên này. Đây, có gọi đây là 1, 2 và 3 nhé. Thay 3 vào 1 và 2 thì sẽ được một hệ 2 phương trình bậc nhất 2 ẩn như sau. Đó chính là 2P cộng N bằng 34 và 2P trừ N bằng 10. À, đến đây bấm cái hệ này thì đơn giản rồi. Chúng ta sẽ được P bằng E. Đấy, thay P bằng E đúng không? Bằng 11 và N là bằng 12. Vậy từ đây chúng ta dễ dàng xác định được số khối. Số khối chính là bằng 11 cộng 12 và bằng 23. Vậy thấy ngay là cái nhận định D ở đây là không sai. Vậy loại đáp án D. Tiếp theo nhá, chúng ta sẽ đi viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X. Thì chúng ta có số electron là bằng 11. Như vậy là nhỏ hơn 20. Vậy mình sẽ có cấu hình E chật với có cấu hình E trùng với trật tự phân mức năng lượng. Vậy cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X như sau: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Rồi. Vậy mình sẽ đi xác định nhá. X là nguyên tố S. À, chúng ta có electron cuối cùng được điền vào phân lớp 3s, vậy X là nguyên tố S. Vậy nhận định A cũng sẽ không chọn. Tiếp theo này, X có 3 lớp electron. Đây, thấy ngay. X có 3 lớp electron, lớp thứ 3 có 1 electron. Vậy C ở đây cũng không chọn. Vậy phương án mà chúng ta chọn đây chính là B. Vậy B sai ở đâu? X là nguyên tố phi kim. Chúng ta để ý nhé, X có 1 electron ở lớp ngoài cùng. X ở đây là kim loại. Vậy B sai, X là nguyên tố kim loại. Câu 4.2 chọn B. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu 4.3, cũng là câu cuối cùng ở dạng 4. Nội dung câu 4.3 như sau: tổng số hạt proton, neutron, electron của nguyên tử nguyên tố X là 21.
Trong hạt nhân nguyên tử, số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Tổng số phân lớp electron trong nguyên tử của nguyên tố X là A 1, B 2, C là 3 và D là 4. Như vậy đề bài yêu cầu xác định số phân lớp có trong nguyên tử nguyên tố X. Như vậy để xác định được số phân lớp có trong nguyên tử nguyên tố X thì chúng ta phải viết được cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X. Mà để viết được cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X thì chúng ta phải xác định xem là số electron trong nguyên tử nguyên tố X này là bao nhiêu. Mà dựa vào dữ kiện đề bài là tổng số hạt trong nguyên tử là 21 này. Và trong hạt nhân, số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Như vậy chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ tìm ra số electron này bằng cách là giải hệ phương trình. Thế sau đây thì chúng ta sẽ đi vào trình bày câu 4.3 này. Đầu tiên là đi xác định số electron bằng giải hệ phương trình. Thì cô sẽ đặt số proton là P, số neutron là N và số electron là E. Thế chúng ta cùng phân tích nhé. Tổng số hạt proton, neutron, electron là 21. Vậy mình sẽ có P cộng N cộng E bằng 21. Tiếp theo này, trong hạt nhân nguyên tử, số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Chú ý từ khóa nhé, trong hạt nhân. Vậy hạt nhân nguyên tử thì chỉ gồm hai loại hạt, đó là proton và neutron. Trong đó thì proton mang điện tích dương và neutron là không mang điện. Vậy thì mình dễ dàng xác định được đó là số proton chính là bằng số neutron. Tiếp theo này, mình có là gì? Nguyên tử trung hòa về điện. Do vậy số proton lại bằng số electron. Vậy chúng ta dễ dàng xác định được nguyên tử nguyên tố X có số proton bằng số neutron bằng số electron. Vậy thay vào phương trình đầu tiên này, chúng ta sẽ có 3 electron, 3 nhân số electron bằng 21. Hay chúng ta dễ dàng xác định được số electron chính là bằng 21 chia 3 hay là bằng 7. Vậy xong số electron. Tiếp theo là cấu hình electron. Vậy từ số electron bằng 7, chúng ta dễ dàng xác định được cấu hình electron như sau: 1s2, 2s2, 2p3. Rồi, vậy thì chúng ta dễ dàng xác định được X ở đây sẽ có 3 phân lớp, đó là phân lớp 1s, 2s và 2p. Vậy đáp án chúng ta lựa chọn ở đây chính là đáp án C. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thiện xong câu 4.3, cũng là câu bài tập cuối cùng trong buổi học ngày hôm nay. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Chúc các em đạt kết quả cao trong bài kiểm tra 45 phút sắp tới. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.